Đáng chú ý có chương trình trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, hay tái hiện những lễ hội phong tục tập quán của các dân tộc. Các hoạt động này sẽ diễn ra từ hôm nay cho tới thứ hai tuần sau.